Thảo xin chào quý vị đang đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Phần đầu chương trình ngày hôm nay mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến chính của thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 2 tháng 8 qua phần trao đổi với anh Diệp Viễn Chí là chuyên viên đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa anh, quan sát diễn biến của phiên giao dịch ngày 2 tháng 8 thì chúng ta thấy rằng sự kịch tính ở cả phiên giao dịch buổi sáng và buổi chiều. Cụ thể thì những diễn biến nổi bật nào trong phiên anh có thể điểm sơ qua cho quý nhà đầu tư ạ? Theo quan sát của cá nhân tôi thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2018, nhìn chung thị trường đã có một cái phiên giao dịch có thể nói là khá kịch tính và nhiều cảm xúc đối với nhà đầu tư. Khi mà ngay từ những cái phút đầu phiên á, thì thị trường đã gặp phải cái áp lực bán khá là mạnh. Nguyên nhân chính chúng ta cũng có thể giải thích một cách tóm tắt, đó là việc cái áp lực chốt lời của thị trường nối tiếp theo cái đà suy giảm của phiên điều chỉnh ngày hôm trước đó, cộng với việc là cái diễn biến khá là tiêu cực đến từ cái thị trường châu Á. Trong hầu hết cái giai đoạn trong cái phiên giao dịch buổi sáng thì cái áp lực bán nó chiếm cái ưu thế trên cái thị trường. Tuy nhiên thì đến phiên buổi chiều, đặc biệt là từ thời điểm đầu phiên buổi chiều thì cái lực cầu nó tham gia vào thị trường khá là tốt. Đối với những cái cổ phiếu có vốn khá lớn đã gặp phải cái áp lực chốt lời khá là mạnh thì trong phiên buổi chiều cũng đã có cái lực cầu tham gia bắt đáy khá là tốt. Từ đó thì cũng đã thu hẹp dần lại cái đà giảm điểm. Và một cái điểm rất là đáng lưu ý trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó là cổ phiếu của Vinamilk, khi mà Vinamilk đã gặp phải cái áp lực chốt lời rất là mạnh, cái áp lực bán của khối ngoại rất là lớn trong phiên hôm nay. Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng giá trị là khoảng trên 150 tỷ trên cả ba sàn. Và chốt phiên ngày hôm nay thì với cái sự hỗ trợ rất là tốt từ một số những cái cổ phiếu vốn hóa lớn thì thị trường đã đóng cửa trong một cái sắc xanh rất là bất ngờ. Tuy nhiên thì cái mức tăng điểm của thị trường nó cũng tương đối là thấp, khi mà thị trường chỉ tăng khoảng 0.78 điểm. Và cái tổng cái lượng thanh khoản trên cả hai sàn giao dịch là hơn 220 triệu đơn vị, thấp hơn một chút so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Với những phân tích anh vừa nêu thì không biết diễn biến tâm lý của nhà đầu tư trong phiên ngày hôm nay như thế nào ạ? Theo cái diễn biến trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng cái tâm lý của nhà đầu tư được thể hiện nó ở rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc, khi mà cái sự dè dặt của thị trường, của tâm lý nhà đầu tư nó bao phủ thị trường trong ngay từ những cái phút đầu phiên với cái áp lực bán rất là lớn. Tuy nhiên thì đến cái phiên buổi chiều với cái lực cầu tham gia khá là tốt thì phần nào cái tâm lý bi quan nó cũng đã được xua đi và cái tâm lý tích cực đó dần trở lại với thị trường, đặc biệt là vào những cái thời điểm giữa phiên chiều cho đến kết thúc phiên buổi chiều hôm nay. Nhìn chung thì nếu mà chúng ta so sánh về cái mặt thanh khoản thì chúng ta có thể thấy rằng cái tâm lý nhà đầu tư cũng mặc dù có sự cải thiện rõ ràng trong phiên, tuy nhiên thì nhìn chung nhà đầu tư vẫn đang có một cái trạng thái khá là e dè đối với cái thị trường trong giai đoạn này. Theo anh vừa phân tích thì thị trường đã có một phiên giao dịch khá là nhiều cảm xúc. Không biết thì trong phiên hôm nay nhóm ngân hàng đóng vai trò như thế nào đối với thị trường, cũng như là diễn biến chính của phiên hôm nay thì như thế nào thưa anh? Trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhóm ngân hàng là cái nhóm cổ phiếu gặp cái áp lực chốt lời rất là lớn, vì trong một cái thời gian vừa qua, trong khoảng 1 tới 2 tuần vừa qua thì cái mùa báo cáo kinh doanh nó đã hỗ trợ rất là tốt cho cái sự phục hồi của nhóm cổ phiếu ngân hàng, khi mà hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đều có cái kết quả kinh doanh khá là tốt. Tuy nhiên thì cái diễn biến nó lại có một cái sự phân hóa khá là rõ, khi mà đa phần thì các cổ phiếu của ngân hàng đều có sự sụt giảm. Tuy nhiên thì có cổ phiếu của Techcombank cũng như là Vietcombank thì vẫn có một cái lực cầu tham gia vào rất là tốt. Đặc biệt là cổ phiếu của Vietcombank thì trong cái bối cảnh thị trường liên tục gặp phải cái áp lực bán của khối ngoại thì Vietcombank lại có cái sự hỗ trợ rất là tốt từ cái việc mua ròng của khối ngoại. Và trong phiên hôm nay thì cổ phiếu có cái sự sụt giảm điểm lớn nhất trong nhóm ngân hàng ở sàn Hồ Chí Minh đó là cổ phiếu của Sacombank, tiếp theo đó là cổ phiếu của HDBank. Nhìn chung thì diễn biến của cái nhóm cổ phiếu ngân hàng, vì đặc thù của nhóm ngân hàng là đa phần là các cổ phiếu có vốn hóa lớn nên nó ảnh hưởng rất là lớn đối với chỉ số, thì toàn bộ cái diễn biến của thị trường trong phiên hôm nay thì được phản ánh qua cái diễn biến của nhóm ngân hàng. Do đó chúng ta có thể thấy là trong hầu hết cái phiên giao dịch buổi sáng thì các cổ phiếu ngân hàng đều gặp cái áp lực bán rất là mạnh. và hầu hết đều có sự giảm điểm. Tuy nhiên thì đến cuối phiên buổi chiều thì cái lực cầu tham gia cũng đã giúp cho một số những cái cổ phiếu nhóm ngân hàng có cái sự hồi phục rất là tốt, và trong đó là chúng ta có thể kể đến đó là cổ phiếu của Vietcombank. Ngoài ra thì cổ phiếu của Techcombank cũng là một cổ phiếu mà trong phiên hôm nay tôi thấy có cái sự tăng giá khá là ấn tượng, đặc biệt là vào cái thời điểm cuối phiên buổi chiều. Thế còn diễn biến của nhóm dầu khí thì sao ạ? Thì như chúng ta cũng đã thấy thì trong những thời gian vừa qua thì nhóm cổ phiếu dầu khí đã có những cái sự hỗ trợ rất là tốt đối với thị trường. Trong phiên hôm nay cũng có một cái diễn biến khá là tương tự, khi mà mặt bằng chung các cổ phiếu dầu khí đều có một cái diễn biến rất là tích cực. Các cổ phiếu có vốn hóa lớn trong nhóm ngành này như là GAS cũng như là PLX thì tiếp tục có một cái phiên tăng điểm với cái lượng mua ròng của khối ngoại khá là tốt. Ngoài ra thì bộ đôi của PVD và PVS thì cũng tiếp tục có cái đà hồi phục với cái lượng thanh khoản cũng tương đối là tích cực trong phiên hôm nay. Bên cạnh đó thì một cổ phiếu khác nằm ở trong cái thị trường upcom, đó là cổ phiếu của BSR, thì trong phiên hôm nay theo tôi quan sát thì cũng tiếp tục lại có một cái sự hồi phục rất là tốt, đặc biệt đó là cái lượng thanh khoản giao dịch của BSR trong phiên hôm nay hầu như là đạt được cái đỉnh cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây. Cũng trong ngày 1 tháng 8 vừa qua thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cũng đã đưa ra quyết định là giữ nguyên mức lãi suất, và tôi thấy là thị trường đã có một phiên giao dịch rất kịch tính với là áp lực mua và áp lực bán khá quyết liệt. Thì không biết quyết định của Fed thì nó có tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam hay không ạ? Đúng như chị vừa đề cập thì Fed đã quyết định giữ nguyên cái mức lãi suất, và cái diễn biến của thị trường thì như chúng ta cũng đã phân tích vừa rồi thì ngay từ những phút đầu phiên là thị trường đã gặp áp lực chốt lời và khá là mạnh. Và theo cái quan điểm của cá nhân tôi thì cái việc Fed giữ nguyên mức lãi suất này sẽ không có ảnh hưởng đối với cái thị trường trong phiên giao dịch hôm nay, mà cái tâm lý chính nó đến từ việc sự sụt giảm của cái thị trường châu Á nói chung và cái áp lực chốt lời nó đến từ cái phiên hôm trước nói riêng. Bởi vì cái việc Fed giữ nguyên lãi suất hầu như đã được dự báo từ trước trong cái đợt review lần này. Vâng thưa anh, thị trường đang ở trong giai đoạn cuối cùng của mùa báo cáo kinh doanh quý 2, và trong những phiên vừa qua thì chúng ta thấy là thị trường cũng đã có những cái dấu hiệu phục hồi khá là tích cực. Không biết là anh đánh giá như thế nào về những phiên giao dịch sắp tới của thị trường ạ? Như chúng ta cũng đã thấy là thị trường liên tục đã có cái sự hồi phục rất là tốt trong vòng 2 tuần trở lại đây, và bởi vì như đã rất là nhiều cái chuyên gia đã dự báo từ trước là cái mùa báo cáo kinh doanh quý 2 này sẽ được kỳ vọng là có cái sự hỗ trợ rất là tốt cho thị trường. Khi mà trong cái giai đoạn trước đó thì với cái sự suy giảm của thị trường thì cái mức giá mặt bằng chung của thị trường đã về một cái mức hấp dẫn. Bên cạnh đó thì kết quả kinh doanh của một số nhóm ngành, cụ thể như là cái nhóm ngân hàng là đã được rất là nhiều chuyên gia người ta có một cái dự báo về cái triển vọng trong cái kết quả kinh doanh của năm nay. Thì với cái việc công bố thông tin về kết quả kinh doanh nó khá là tích cực như vậy thì diễn biến của nhóm ngân hàng vốn là một cái nhóm mà có cái tỷ trọng rất là lớn trong cái thị trường này, thì hầu hết các cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng đều đã có sự hồi phục đâu đó nó khoảng tầm 15 đến 20%, và cái điều này nó cũng đã cải thiện rất là tốt về cái mặt tâm lý cũng như là kích thích được cái dòng tiền tham gia vào thị trường trong cái thời gian vừa qua. Điển hình như việc trong suốt một tuần giao dịch tuần gần đây thì chúng ta có thể thấy rằng cái lượng tiền tham gia vào thị trường thể hiện qua cái lượng thanh khoản nó đã có sự cải thiện khá là rõ rệt, cao hơn rất là nhiều so với cái giai đoạn downtrend trước đó. Tuy nhiên thì như chị cũng đề cập thì đây là cái giai đoạn gần cuối của cái mùa báo cáo kinh doanh quý 2 này, khi mà hầu hết các doanh nghiệp đều đã công bố kết quả kinh doanh của mình. Do đó thì trong cái thời gian tới thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì thị trường sẽ bước vào một cái giai đoạn thiếu hụt những cái thông tin, cộng với việc là cái diễn biến của thị trường thế giới đang khá là bất ổn. Điển hình như những cái câu chuyện về việc chiến tranh thương mại cũng như là cái rủi ro về thị trường Mỹ, khi mà Fed sẽ tiếp tục có khả năng sẽ tiếp tục có những cái đợt review và tăng lãi suất, cũng như là trái phiếu của chính phủ Mỹ đang có cái xu hướng tăng trở lại, thì đây là những cái mối đe dọa thực sự mà nó đến từ cái thị trường nước ngoài. Do đó thì tôi cho rằng trong cái thời gian đến thì sẽ rất có khả năng thị trường gặp phải cái áp lực giảm điểm trở lại, và nhà đầu tư chúng ta có thể chờ đợi hơn ở cái câu chuyện về cái kết quả kinh doanh quý 3 và quý 4 trong cái thời gian đến. Và trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta thực sự rất là khó để có thể kỳ vọng về cái diễn biến có thể thực sự tích cực của thị trường, bởi vì báo cáo cũng đã ra và cái điều quan trọng là cái mức giá mà nhà đầu tư sẵn sàng trả cho cổ phiếu nó đã được ảnh hưởng, nó đã được phản ánh hoàn toàn vào giá. Và ở một cái khía cạnh nào đó chúng ta có thể nhìn nhận rằng ở cái giai đoạn bùng nổ của thị trường trong quý 1 năm nay thì cái sự kỳ vọng nó đã phản ánh luôn cả vào cái kết quả kinh doanh của quý 2, đặc biệt là ở những cái cổ phiếu ngân hàng. Do đó thì quan điểm cá nhân của tôi thì tôi cho rằng thị trường sẽ rất khó để có thể tiếp tục giữ được cái đà tăng trưởng trong một cái thời gian ngắn sắp tới. Khuyến nghị của anh đối với nhà đầu tư trong giai đoạn này là như thế nào ạ? Với những cái nhìn nhận của cá nhân tôi thì tôi cho rằng thị trường trong thời gian tới sẽ thiếu hụt những cái lượng thông tin để mà hỗ trợ cho cái đà tăng trưởng của thị trường. Cộng với việc là thị trường theo cái quan điểm kỹ thuật thì cái chỉ số nó đang bị giằng co rất là mạnh ở những cái vùng kháng cự quanh 950, 960. Thì đây là một những cái thời điểm khá là nhạy cảm đối với cái thị trường nói chung. Do đó thì khuyến nghị của tôi dành cho nhà đầu tư là nếu nhà đầu tư chúng ta có cái quan điểm thích trading trong ngắn hạn thì trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta nên tận dụng tối đa những cái nhịp phục hồi của thị trường để mà giảm bớt cái tỷ trọng của cổ phiếu và đưa cái tài khoản của chúng ta về cái tỷ lệ an toàn. Vì như tôi cũng đã phân tích ở cái phần trước, đó là việc những cái rủi ro vào cái thời điểm này của thị trường nó hầu hết nó sẽ đến từ cái thị trường nước ngoài. Đây là những cái yếu tố mà rất khó để nhà đầu tư chúng ta có thể kiểm soát được. Do đó thì chúng ta nên ưu tiên về việc kiểm soát các tài khoản của cá nhân mình. Tuy nhiên thì đối với những cái nhà đầu tư mà có cái tầm nhìn chung và dài hạn thì mặc dù là cái diễn biến nó đang không thuận lợi cho cái đà tăng giá của cổ phiếu, tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn nhận lại đó là việc những cái chỉ tiêu và tăng trưởng vĩ mô của chúng ta vẫn đang được đảm bảo khá là tốt. Chúng ta vẫn còn cái triển vọng để mà tăng trưởng về mặt vĩ mô trong ít nhất là tới thời điểm cuối năm nay. Và cộng với việc là cái mặt bằng giá của cổ phiếu đang được ở cái mức hợp lý. Do đó nếu mà trong trường hợp cổ phiếu có cái sự suy giảm ngay trở lại thì nhà đầu tư có cái tầm nhìn chung và dài hạn thì chúng ta cũng có thể cân nhắc giải ngân vào những cái cổ phiếu mà có những cái kỳ vọng và cái kết quả kinh doanh nó khá là lạc quan. Và thậm chí nhà đầu tư chúng ta cũng có thể thực hiện việc mở rộng vấn đề giải ngân trong trường hợp là cổ phiếu có cái sự sụt giảm sâu. Xin cảm ơn những thông tin anh vừa trao đổi ạ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục giữ kênh để đến với phần điểm tin. Quý vị đang đến với phần 2 của chương trình Giờ Các Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay sau đây sẽ là phần điểm qua một số thông tin doanh nghiệp đáng chú ý. Mở đầu sẽ là một số thông tin của các doanh nghiệp trong nước. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo sẽ tiến hành cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC trong năm 2019. Cùng với SGC thì sẽ có 7 doanh nghiệp nhà nước khác sẽ được tiến hành cổ phần hóa cũng như là thoái bớt vốn. Riêng đối với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawaco thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vẫn giữ nguyên 100% vốn. Cụ thể, danh sách các doanh nghiệp sẽ được cổ phần hóa gồm có SGC, Tổng công ty công nghiệp in bao bì Lisin, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích tại các quận 7, quận 8, quận 9, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và huyện Nhà Bè. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chấp thuận chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn Sổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh 100% vốn nhà nước về làm doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố. Quay trở lại với hoạt động của công ty SGC thì đây là doanh nghiệp kinh doanh vàng duy nhất trên thị trường do nhà nước sở hữu 100% vốn. Trong năm 2018 thì doanh thu của doanh nghiệp này đạt gần 23.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thì đạt hơn 81 tỷ đồng. Chuyển sang một thông tin khác. Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex vừa công bố, thì doanh thu hợp nhất cho 6 tháng đầu năm nay của tập đoàn này ước đạt 97.000 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ của năm 2017. Doanh thu của đơn vị này tăng nhờ vào giá dầu thế giới có xu hướng tăng. Theo đó, thì nửa đầu năm 2018, bình quân giá dầu của thế giới là 65 đô la Mỹ một thùng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi các chi phí thì Petrolimex ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất là là hơn 2.800 tỷ đồng và mức lợi nhuận sau thuế hợp nhất là gần 2.300 tỷ đồng. Mảng kinh doanh đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho Petrolimex vẫn là xăng dầu, đạt gần 1.480 tỷ đồng, chiếm hơn phân nửa tổng lợi nhuận trước thuế. Nếu như so với hoạt động kinh doanh hiệu quả trong nước thì hoạt động kinh doanh ở nước ngoài lại khiêm tốn hơn khi chỉ ghi nhận ở mức lợi nhuận là 28 tỷ đồng cho nửa đầu năm nay, thưa quý vị. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8 thì 90,3 triệu cổ phiếu VJC của công ty cổ phần hàng không Vietjet đã được chấp thuận niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE. Theo đó, giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết tương ứng tính theo mệnh giá là 903 tỷ đồng. Đây là số cổ phiếu được phát hành để chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 với tỷ lệ là 20%. Sau khi niêm yết bổ sung thì số lượng chứng khoán niêm yết của Vietjet tăng lên hơn 540 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị chứng khoán theo mệnh giá là hơn 5.400 tỷ đồng. Hiện số lượng chứng khoán này đang được định giá là 78.209 tỷ đồng tại mức giá của ngày 1 tháng 8, giao dịch quanh mức là 143.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Trong 6 tháng đầu năm nay, thì doanh thu của Vietjet đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Cũng liên quan đến báo cáo tài chính cho nửa đầu năm 2018, thì theo báo cáo của công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabico, trong nửa đầu năm nay thì doanh thu của doanh nghiệp này đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng gần 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ của năm 2017. Trong đó, bia vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu doanh thu với gần 85%, tương đương với 14.640 tỷ đồng. Với con số này, thì bình quân mỗi ngày doanh nghiệp dẫn đầu ngành bia rượu nước giải khát tại Việt Nam đã thu về hơn 81 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm nay của Sabeco thì chỉ đạt con số là 2.447 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý 2 thì tổng nguồn vốn của Sabico chênh lệch không đáng kể so với đầu năm. Mặc dù lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 2.300 tỷ đồng, nguyên nhân là do đơn vị này đang thanh toán cổ tức gần 1.400 tỷ đồng vào quỹ hỗ trợ sắp xếp phát triển doanh nghiệp nên nợ phải trả giảm mạnh. Tiếp theo sẽ là một số thông tin của các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Thưa quý vị, ứng dụng WhatsApp mới đây đã triển khai một công cụ trả phí dành cho người dùng là doanh nghiệp. Động thái này khiến cho công ty mẹ của WhatsApp là Facebook có khả năng thu tiền từ ứng dụng này. Cụ thể thì công cụ mới sẽ cho phép các doanh nghiệp cung cấp thông tin và dịch vụ của mình thông qua việc nhắn tin cho khách hàng, ví dụ như là ngày giờ giao hàng hoặc là vé máy bay. Theo chiều ngược lại thì các doanh nghiệp này sẽ phải trả một khoản phí nho nhỏ. Khoản phí này sẽ dao động từ 0,5 cent cho tới 9 cent, tùy thuộc vào quốc gia sở tại của doanh nghiệp đó. Mức phí này có phần cao hơn so với chi phí dành cho các tin nhắn SMS thông thường mà doanh nghiệp vẫn hay dùng. Và cũng như những tin nhắn khác trên nền tảng WhatsApp thì những tin nhắn trả phí này sẽ được mã hóa, bảo mật hoàn toàn thông tin cho khách hàng và ngay cả WhatsApp cũng không thể đọc được. Hiện nền tảng mới của WhatsApp đã cho phép những khách hàng đầu tiên của mình sử dụng chính là Uber và trang web đặt khách sạn Booking.com, thưa quý vị. Thưa quý vị, mới đây thì Facebook và Instagram đã cập nhật hai công cụ cho phép kiểm soát thời lượng mà người dùng bỏ ra để sử dụng hai ứng dụng nói trên. Công cụ mới này được giới thiệu giữa bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo cho thấy sử dụng mạng xã hội quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm lý. Với công cụ mới này thì người dùng sẽ có thể kiểm tra xem mình dùng mạng xã hội bao nhiêu lâu một ngày, sau đó dùng tính năng nhắc nhở để tự giới hạn thời gian sử dụng của bản thân. Tuy nhiên, trước phản ứng về tính năng mới này thì hầu hết các ý kiến đều cho rằng như vậy vẫn chưa đủ để thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Phần lớn những người được khảo sát đều cho rằng họ không thấy tính năng mới này có hữu dụng đối với họ. Vừa rồi là phần điểm tin, mời quý vị hãy cùng tiếp tục giữ kênh để đến với phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật. Quý vị đang đến với phần 3 của chương trình Giờ Cái Sổ trên kênh truyền hình FBNC và đến với phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật. Mời quý vị cùng gặp lại anh Diệp Viễn Chí là chuyên viên đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh đã đến với phần 3 của chương trình ạ. Thì anh có thể thấy là tình hình thế giới hiện nay đang diễn biến khá phức tạp với căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như là một số nước khác. Trong một số nhóm ngành thì trong đó dự báo là nhóm dệt may của Việt Nam cũng sẽ gặp một số ảnh hưởng nhất định. Theo phân tích của anh thì không biết là cụ thể thì những cái cổ phiếu của ngành dệt may thì ảnh hưởng như thế nào trong cái câu chuyện này, và hôm nay thì tôi muốn anh phân tích cụ thể hơn về cổ phiếu của dệt may Thành Công cũng như là những cái rủi ro và tiềm năng khi mà đầu tư vào cổ phiếu này ạ? Đúng như chị vừa đề cập thì trong suốt cái thời gian vừa qua thì thị trường cũng đã gặp phải những cái vấn đề bất ổn liên quan tới cái tình hình của thế giới, và một trong những cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc sự hoang mang của nhà đầu tư trong thời gian vừa qua đó là cái việc sự xung đột về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Và cái cuộc xung đột này cũng đã được rất là nhiều chuyên gia có sự nhận định cũng như là dự đoán về cái mức độ ảnh hưởng đối với rất là nhiều mặt của cái nền kinh tế với Việt Nam. Và trong số đó thì dệt may là một trong những cái ngành mà khá là nhiều nhà đầu tư trong nước chúng ta quan tâm, bởi vì về cái bản chất thì ngành dệt may của chúng ta là một trong những cái nhóm ngành mà có cái tỷ trọng xuất khẩu khá là tốt trong suốt những cái năm vừa qua. Và nếu mà xét về cái tầm ảnh hưởng của cái sự xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc đối với cái nhóm ngành dệt may thì theo quan điểm cá nhân của tôi á, trong cái bối cảnh hiện tại thì về mặt cơ hội lẫn về mặt rủi ro nó có cái tính khá là cân bằng nhau. Nếu mà chúng ta xét về cái mặt cơ hội thì chúng ta có thể thấy là việc xung đột về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nó thể hiện qua những cái chính sách về thuế quan, những cái hàng rào cản về thuế quan nó được tăng lên, thì cả Mỹ và Trung Quốc đều sẽ có những cái động thái để mà tìm những cái thị trường mới thay thế. Và đây vừa là một cái cơ hội cũng như là vừa là một cái thách thức đối với cái nhóm ngành dệt may Việt Nam. Như chúng ta cũng đã biết là Mỹ là một trong những cái thị trường xuất khẩu rất là lớn nhất trong cái nhóm ngành dệt may của Việt Nam. Và trong cái trường hợp mà xảy ra xung đột thì sẽ có cơ hội để cho Việt Nam chúng ta có thể tăng trưởng cái mặt xuất khẩu của chúng ta đối với một số cái mặt hàng dệt may. Ngoài ra thì trong cái bối cảnh hiện tại mặc dù là nó đang không có được ổn định cho lắm, tuy nhiên thì chúng ta vẫn còn một câu chuyện để có thể kỳ vọng vào cái sự tăng trưởng của nhóm dệt may, đó là dựa vào các hiệp định thương mại tự do và có thể sẽ được có hiệu lực vào năm sau. Thì đây là những cái điểm nhấn chúng ta có thể thấy rằng tạo ra được một cái động lực cho thị trường, cho cái nhóm ngành trong cái thời gian sắp tới. Tuy nhiên thì xét về cái mặt rủi ro thì chúng ta cũng có thể thấy rằng cái xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc nó cũng sẽ đẩy cái nguy cơ về việc Trung Quốc đẩy mạnh việc đi tìm những cái thị trường mới, trong đó có Việt Nam, dẫn đến việc là cái mức độ cạnh tranh trong ngành nó sẽ được tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó thì với những cái căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trong cái thời gian gần đây thì một cái dấu hiệu mà rất là đáng lo ngại đối với cái nền kinh tế đó là việc tỷ giá. Chúng ta cũng đã thấy rằng tỷ giá đã có những cái diễn biến khá là tiêu cực khi mà đồng đô la có xu hướng mạnh lên trong những cái thời gian vừa qua. Thì cái yếu tố này là một trong những cái yếu tố mà gây ra rất là nhiều lo ngại, bởi vì ngành dệt may của chúng ta mặc dù là có cái tỷ trọng xuất khẩu rất là lớn, tuy nhiên thì chúng ta cũng có một cái lượng khá là lớn nguyên liệu chúng ta phải nhập khẩu. Và cái điều này thì nó cũng dẫn đến một cái rủi ro thứ hai, đó là nếu mà xét về cái chuỗi giá trị thì chúng ta có thể thấy rằng chuỗi giá trị của cái ngành dệt may nó bắt đầu từ cái bông, và cái sản phẩm bông thì trong cái thời gian vừa qua chúng ta có thể thấy rằng cái xu hướng nó đang có chiều hướng là tăng giá. Thì đây là những cái rủi ro khá là hiện hữu đối với cái thị trường dệt may của Việt Nam. Còn xét riêng về một cái cổ phiếu trong ngành mà khá là nổi bật đó là cổ phiếu của TCM, thì chúng ta có thể thấy rằng nếu mà xét về cái mặt phân tích kỹ thuật á, thì trong suốt cái giai đoạn từ đầu năm 2018 tới thời điểm hiện tại thì thị trường đã có những cái sự biến chuyển khá là tiêu cực, thì TCM cũng không nằm ngoài cái xu hướng chung đó, khi mà TCM cũng đã có cái xu hướng về giá là đang downtrend từ cái vùng giá khoảng 28-29 ngàn về tới cái mức giá hiện tại là đâu đó khoảng 19-20 ngàn. Và cái lượng giao dịch của cổ phiếu này, cái lượng thanh khoản giao dịch của cổ phiếu trong những cái thời gian gần đây nó đã có xu hướng hẹp đi khá là nhiều. Tuy nhiên thì để mà đánh giá được cái triển vọng của cổ phiếu thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên cân nhắc về cái động lực tăng trưởng cũng như là cái rủi ro của cổ phiếu này trong cái bối cảnh ngành dệt may Việt Nam chúng ta đang có những cái bất ổn như vậy. Thì nếu mà xét về mặt cơ bản thì TCM là một trong những cái doanh nghiệp dệt may mà có cái chuỗi giá trị khá là hoàn chỉnh, trong đó cái tỷ trọng của cái sản phẩm may và vải chiếm tỷ trọng khá là cao. Và trong cái cơ cấu xuất khẩu cũng như là bán hàng nội địa của doanh nghiệp á, thì tỷ trọng xuất khẩu là chiếm đa số, chiếm đến 95%, trong đó là sản xuất theo cái phương pháp FOB với cái giá trị gia tăng khá là tốt. Trong cái bối cảnh mà khi đồng đô la có cái dấu hiệu nó tăng giá thì đây sẽ là một cái điểm rất là lợi thế cho TCM trong cái thời gian sắp tới. Bên cạnh đó thì cũng có một cái yếu tố khá là đáng quan tâm nữa, đó là trong các cơ cấu về doanh thu thì từ năm 2014 tới năm 2017 thì cái mảng sản xuất sợi của doanh nghiệp đã cho thấy là thực sự không được hiệu quả cho lắm, thì do đó thì doanh nghiệp đã có cái quyết định cắt giảm cái mảng hoạt động này bằng việc đóng cửa một nhà máy cũng như là nhượng quyền lại thêm một cái nhà máy khác ở Long An nhằm giảm bớt về cái rủi ro về mặt thua lỗ. Thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt về mặt lợi nhuận cho doanh nghiệp trong cái thời gian sắp tới. Và nếu mà xét về cái thị trường xuất khẩu thì chúng ta cũng thể thấy rằng TCM là một trong những doanh nghiệp mà có cái chuỗi giá trị khá là khép kín, bắt đầu từ khâu sợi. Thì xét về các mặt xuất khẩu á, thì cái triển vọng khi mà tham gia vào những cái hiệp định thương mại tự do trong thời gian tới, tại điển hình như là CPTPP có thể sẽ được hiệu lực vào năm 2019, thì việc cái chuỗi giá trị khá là hoàn chỉnh của TCM sẽ giúp cho doanh nghiệp có một cái lợi thế rất là lớn trong cái khâu kiểm tra về cái nguồn gốc xuất xứ từ sợi trở đi. Thì đây cũng là một trong những cái điểm cộng rất là lớn đối với doanh nghiệp về các mặt xuất khẩu. Do đó thì về mặt doanh thu thì chúng ta có thể thấy rằng đây sẽ là một cái có những cái động lực khá là rõ ràng cho doanh nghiệp trong cái thời gian tới. Tuy nhiên thì chúng ta xét về các mặt rủi ro thì như chúng ta cũng đã phân tích ngay từ cái phần đầu, đó là cái rủi ro của ngành dệt may, đó là việc cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì sẽ gây áp lực đối với tỷ giá. Và trong cái cơ cấu nợ vay của doanh nghiệp thì TCM là một doanh nghiệp có cái cơ cấu nợ vay bằng đô la cũng tương đối là lớn, chiếm khoảng 15% trong cơ cấu nợ. Thì với việc đồng đô la tăng giá thì nó cũng phần nào nó cũng sẽ gây ra cái áp lực đối với cái rủi ro về mặt tài chính của doanh nghiệp. Và bên cạnh đó thì cái rủi ro chung của ngành, đó là cái rủi ro về đầu vào, thì giá bông tăng cao thì cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đối với cái chi phí của doanh nghiệp. Thì theo cái quan điểm cá nhân của tôi thì với việc cái rủi ro cũng như là cái cơ hội nó đang ở một cái mức khá là cân bằng như vậy, thì nhà đầu tư chúng ta có thể trở nên thận trọng hơn trong những cái quyết định đầu tư của mình, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện tại khi mà cái sự bất ổn nó đang bao trùm lên cái thị trường chung như vậy. Thì chúng ta rất là khó để có thể nhận định được một cái xu hướng rõ ràng cho cái cổ phiếu trong cái doanh nghiệp dệt may. Xin cảm ơn những thông tin anh vừa trao đổi ạ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng kỳ sau.